Rồi, ok, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục đến với clip về tựa game tốc chiến của chúng ta. Sáng nay thì mình cũng đã có một cái video show gameplay của vị tướng Soraka đi support đường dưới em nha, support cho Valer. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng khám phá toàn cảnh chi tiết nhất về một cái con tướng đi rừng, đó là Gravet. Cùng xem là bãi quái hay là cái cách giết quái hay là cái sát thương gây ra bởi tướng cho quái nó có cao hơn so với ở bên PC hay không. Thì trong video này mình sẽ show rõ cho anh em. Chủ của clip này đó là tài khoản Nimo, Nimo em nhá, với tên đó là The Akumoto. Anh em có thể là lên Nimo, tải Nimo về và theo dõi cái người chơi này. Họ live stream cái tựa game tốc chiến qua rất là dài em ạ, anh em có thể lên theo dõi và với cái chất lượng cực kỳ chuẩn. Limo.tv gạch chéo The Akumoto là chúng ta có thể là vào được cái tài khoản người chơi này. Gravet, một trong những cái vị tướng đi rừng khá là hiệu quả, nhìn cũng đánh cũng khá là ngon này, cành đào. Anh em lưu ý cho mình là tựa game này nó sẽ bỏ toàn bộ cái đồ đi rừng nhá, thay vào đó là nó sẽ cung cấp cho chúng ta trừng phạt, và trừng phạt sẽ có hai loại, một trừng phạt của thách thức và trừng phạt tê tái. Đấy, lựa chọn một trong hai. Quái của chúng ta có vẻ là giết nhanh hơn, máu ít hơn rồi, và cái sát thương gây ra của tướng gây cho quái nó cao hơn. Tôn chỉ của Riot đó là giảm cái thời gian trận đấu này xuống mức tối đa. Chính vì thế là cái vấn đề này thì đương nhiên rồi, phải làm cho nó nhanh gọn nhất có thể. Giai đoạn đầu người chơi này thay vì mua các cái trang bị sát thương thì xúc luôn đôi giày. Xúc luôn đôi giày anh em ạ. Gravet ở bên PC ấy đi rừng với sát thương rất là cao. Và trên cái tựa game này thì cũng vậy. Bắn rát phết anh em ơi. Rát cực kỳ luôn. Vãi quái thì không có gì thay đổi em nhá, vẫn là những cái con quái cũ, bùa xanh, bùa đỏ, sói, chim, người đá các thứ đầy đủ hết anh em ạ. Thể với anh em là nó giống kinh khủng tởm, nó giống PC đến kinh hồn, như kiểu là chúng ta đang chơi Gravet ở trên PC vậy. Cách thức di chuyển này, cách cầm súng này, cái điệu bộ dáng đi của Gravet ở trong tốc chiến đấy, nó giống kinh khủng so với PC ra anh em ạ. Những cái người mà trải nghiệm được cái tựa game tốc chiến này ở bên Brazil ấy thì toàn là những cái YouTuber, những streamer nổi tiếng thôi, nên cái cách đánh của họ cũng khác hoàn toàn, không phải là nghiệp dư như những cái người mới đánh rất là đẳng cấp em ạ, không phải dạng vừa đâu. Sau khi mà người chơi chết thì chúng ta có thể là chuyển các cái góc nhìn, các cái cam đến từng tướng một. Ở ngay dưới thì chúng ta sẽ có show cam của từng tướng em nha. Cái thời gian hồi sinh của chúng ta cũng nhanh hơn. Các cái trang bị, ngoài những cái trang bị rất là quen thuộc ở bản PC thì ở trên tựa game tốc chiến thì sẽ có những cái món trang bị độc quyền. Nhìn cái người này chơi mà mình cảm thấy là thực sự là rất là ngứa tay rồi đấy. Rất là mong muốn được chơi cái tựa game này nhưng mà sẽ rất là khó đấy anh em nha. Nhìn đã thực sự luôn. Những người nào mà đã từng gắn bó với tựa game Liên Minh Huyền Thoại PC ấy, nhìn cái con game này cảm giác là nó nhớ kinh khủng luôn anh em ạ. Xem xong cái video này chắc là cũng phải lên PC chơi vài ván rồi. Nhìn những cái người chuyên nghiệp họ đánh khác ngay em nhá. Đánh là ở cái tầm khác ngay, chứ không phải là lởn vởn nơ vơ như những cái người mới. Cái tài khoản Nemo The Akumoto này ấy, họ chơi rất là lâu em ạ, chơi suốt từ 1 giờ đêm hôm qua cho đến sáng ngày ra khoảng tầm đến 8 giờ vẫn còn chơi. Họ livestream 7 hay 8 tiếng đồng hồ ấy, tổng thật sự. Ở trên bản PC của chúng ta những cái nơi mà để hồi máu em nhá, bắn cái hạt để mà hồi máu ấy, thường ở bản PC nó sẽ là ở cái đường giữa, ở cái đường sông ấy. Nhưng mà với cái bản mobile của chúng ta thì nó sẽ nằm ở ngay các cái trụ.
ngay các cái trụ đường luôn. Cái việc này thì giúp cho người chơi không phải bê về liên tục để mà hồi máu, thay vào đó là sẽ đi các cái đường để mà lấy cái hồi máu. Ngoài cái việc hồi máu á, nó còn tặng chúng ta vàng nữa. Đây game hỗ trợ chúng ta FPS 60. Hình như là có vẻ là cái đồ họa nó drop FPS cũng khá là nhiều đấy, chứ nó không đứng khự ở yên FPS 60. Có lúc nó xuống 56, 58, 59. Năm lúc nó nhảy 61 anh em ạ. Em có thể là để ý cái thanh wifi thì lúc nào cũng đỏ hỏn, nhưng mà có vẻ là chơi rất là mượt. Thanh đó chắc là bị lỗi thôi, chứ cũng không có ảnh hưởng gì nhiều trong cái việc mà trải nghiệm game. Rất là nhiều anh em thắc mắc về cái việc last hit lính, thì game nó bỏ cái cơ chế last hit lính. Khi mà chúng ta last hit được lính ấy, thì chúng ta sẽ nhận được nhiều vàng hơn so với việc mà anh em last hit trượt. Nhưng mà chúng ta vẫn nhận được vàng khi mà last hit trượt, nó ít hơn so với cái việc mà last hit chuẩn thôi. Last hit như kiểu AOG đấu trường Vinh Quang thì cũng mà mất thời gian đấy. AOG đấu trường Vinh Quang ấy, khi mà chúng ta bắn ấy mà không giết được lính thì nó không cho vàng. Thực sự là mình cảm thấy, theo cái ý kiến cá nhân của mình cảm thấy là cái map này nó còn quá rộng, chứ nó không kiểu nhỏ hơn so với bản PC đâu, nó y hệt bản PC, nó rộng quá. Nên cái cảm giác mà cái thời gian trận đấu của chúng ta nó vẫn sẽ lâu hơn so với các cái tựa game MOBA có trên thị trường. Chắc chắn là như thế anh em ạ. Map nó có thay đổi cái quần què gì đâu, y hệt như cái bản PC chúng ta thôi. Giai đoạn đầu nó sẽ cho anh em một vài những cái con tướng mặc định thôi. Còn cày cước lên thì chúng ta sẽ nhận được và mua được những cái con tướng khác. Chứ không phải là lúc đầu chúng ta vào trải nghiệm cái bản alpha test mà nó cho full tướng đâu anh em nha. Rất là nhiều anh em bảo là sao không pick Yasuo, sao không pick Master Yi các thứ, Z các thứ. Nhưng mà để mà sở hữu được những cái vị tướng vàng cao như thế không phải đơn giản thế nào cả. Trừ khi là bên Riot họ cung cấp một cái arc full cho những cái người chơi. Riêng về cái vấn đề rồng hay là Baron, rồng thì nó sẽ có nhiều những cái loại rồng nguyên tố khác nhau và nó sẽ mang những cái lợi ích khác nhau. Rồng thì có vẻ là giết cũng khá là nhanh anh em ạ, chứ cũng không lâu đâu. Còn riêng về Baron thì mình cũng không rõ được. Baron thì chắc là cũng phải một team vào vã thì mới đi được anh em nha. Còn solo ở giai đoạn này thì không thể rồi. Ngoài rồng và Baron thì đương nhiên rồi, sứ giả khe nứt thì không thể thiếu trong tựa game. Và nhìn nó cũng khá là đẹp, nhìn nó rất là thích anh em ạ. Các cái hiệu ứng bùa đỏ, bùa xanh, hiệu ứng bùa đỏ lên quái, lên lính ấy, lên tướng ấy, y hệt bản PC anh em ạ, nhìn mà đã mắt luôn. Game cũng sẽ cung cấp cho chúng ta cái việc mà mua cái mắt, ví dụ như là những cái mắt bình thường này, những cái máy quét nữa anh em nhá. Đầy đủ những cái loại mắt ở trên PC thì game này đều có cả, chứ không thiếu một cái gì hết. Rồi, ok, đó là toàn bộ cái video của mình. Giới thiệu cho anh em toàn cảnh cái việc mà đi rừng với cái vị tướng Gravet của chúng ta qua cái video của streamer ở bên Nimo, đó là The Akumoto. Anh em có thể là lên Nimo tìm người chơi này, xem các cái video livestream về tựa game tốc chiến. The Akumoto họ livestream rất là chất lượng với video chuẩn chỉnh, với các cái chất lượng video nó phải nói là xịn sò nhất. Sau khi mà anh em xem xong cái video này thì có suy nghĩ gì về riêng cái vị tướng Gravet và toàn bộ cái bối cảnh của rừng thì hãy comment phía dưới. Còn bây giờ thì mình xin dừng cái video tại đây thôi. Anh em hãy cùng mình trải nghiệm lốt cái gameplay với cái vị tướng Gravet đi rừng để mà có cái nhìn toàn cảnh nhất về cái vị tướng này. Sau khi mà nó có cái bản chính thức thì chúng ta sẽ dễ dàng chơi cái vị tướng hơn. Hẹn lại anh em vào các cái video tiếp theo của cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến League of Legends Wild Rift. Bye bye. Bye bye nha. No. Que pariu, eu queria pegar o... Caralho, o barão já voltou.
Eita, 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 tá na Disney? Calma. Calma. Quase me matou, hein? A Fiora me passou. A Fiora me passou o regaço, né, mano? Eu vou colocar, em vez de colocar o Ward, vou colocar pra ver o Ward, né, mano? Vamos ver o cara de Fiora. O maluco de Fiora tá 4-1, né, mano? Ele já tá de. De Trinity de Yomu. Aí, foda! O que foi, man? O Ad mandou aqui pra mim. Qual é, mané? Quer jogar com uma veta? Demorou 7 minutos pra abrir partida. Eu falei, ah, vê meu ovo. Que viagem. Oh, quem podia estar aqui conversando comigo pra me ajudar a matar essa Fiora enviada do Satã aqui? O Dude tá sugando a brisa dele lá embaixo. Ué. Yeah. E aí? Fica dando um recall na minha frente mesmo! Pô, oh, vou ter que puxar essa torre aqui, man. Vou ter que puxar essa torre aqui. Puxa logo isso aqui, mano. Será que dá pra fazer o head deles? Ou fazer o head deles? Middle turret is under attack. Vamos lá tentar ajudar aqui mid lá, mano. Tentar chegar como? Volta aqui, Suraquinha. Tô só com medo da Fiora, mano. Oh. Mas dá pra levar isso aqui, velho. Ó, o Arauto. A Fiora soltou o Arauto lá, ó. Ah, vou puxar o mid, vou puxar o mid. Ninguém for defender, ele puxa o mid. Não, não. Bom, vou voltar. Agora qual item que eu faço? Me ajuda aí, gente. Qual item que eu faço? É. Dançarina da morte? É esse, né? É dançarina da morte que eu faço. E. Qual o próximo item? Dançarina da morte. O cara tá falando pra fazer Draktar. Eu não sei se tem Draktar, mas a gente vê. Oh, oh, e essa mulher aqui, velho? Alô, alô? E quem? E aí, tava ajudando o Duzi na parada. Ah. A Fiora aqui, ela tá como atrás de mim, mano? Tá, mano. Tá aí. Os caras ficam no split, mano. A gente mata dois e perde torre, como assim? Nossa, o Runan pra esse jogo aqui é muito roubado, cara. Que isso pra Ashe? Que isso? Eu tô com a Fiora aqui, Mi. Peraí que eu te ajudo aí, calma aí. Vem, que ela tá toda satanizada aqui, mano. Aham. Uhum. Peraí. Pressão minha ou ela flechou? Puxa, ele pisita, hein, cara. Peraí. Aí não, né? Aí não, amiga! Dá uma solada aí. O vermelho é. Ele dá slow, vermelho? Você sabe ou ele só dá dano verdadeiro? O vermelho? Ele dá dano verdadeiro, eu acho, né? Não, o red do. O do. O red, você diz o. É. Nossa, olha a vida do Gary aqui derretendo, velho. Que isso? Qual é o que faz agora? Boom do infinito? Será que não faz off-tank? Faz gume agora? Ah, vou fazer gume que se foda. Nossa, olha o nosso mid, véi. Nossa,
Eita, deram ignite em mim aqui. Vou voltar. Não vou voltar não, vou levar top, hein. Tá, tá, pode ir, pode ir. Aham. Ó o mid lá, caralho. Foi, levanta. Zaralhou o bot já. Tô indo base. Agora dá pra puxar pelo mid. Vamos, cara. E avançando. Não, nem vou ficar. Dragão, não vou ficar correndo atrás dessa. O Red, não é? Não, o Red? Que? Não, o dragão. Tá, mas não o vermelho? O fogo? Infernal. Tá, vamos voltar. Vou voltar a base e a gente faz o infernal. Puta, acho que. Será que eles vão fazer não? Acho que eles não podem estar fazendo. Barão? Não tá, não. É, barão. Tá achando complicado pra acompanhar o minimapa? Não é não, mano. Ah, mano. Matei a Jinx. Matei a Soraka. Aí, boa, quem? Ó. Essa menina aí. Matei a Fiora. Caralho! Vai, Kenji! Dá quadra, não vou atacar não! Dá quadra! Não vou conseguir. Ela não vai deixar isso. Nossa, vai, dá quadra! Aí! Nossa, que você acertou um bagulho muito lindo, cara! Que isso! Pô, oh, dava até pra ele fazer barão. Vamos puxar tudo. Oh, tem quatro monstros. E o Garen tá lá na Disney, lá embaixo, velho. Aham. Uh-huh. Ataca, caralho. Maluco vazou, mano. Ó, o dano, tô. Vamos voltar aqui, hein. Ó, o mid aqui. Só tem mais um item pra puxar bicho, tranquilo. Dava pra... Vamos lá fazer o infernal? Vamos. Se bem que, ó, tem minion na torre aqui, cara. Ó, vou derrubar essa torre aqui e já vou. Tá, tô indo lá no infernal. Tô descendo. Peguei um fruto foda desse aqui. Boa. Tô com 3 mil de gordo, preciso voltar à base, velho. Olha derretendo o boneco aí, cara. Que isso? Bom, eita, cara. Passou o Super Minion pra base ali. Ah, tô voltando base? NA. Qual item que eu faço agora? Na verdade, eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Encantamento, deixa eu ver. Eu vou fazer teleporte. E qual item que faz agora? Vamos ver aqui. Dano físico. Prepulso de Draktar, aí. Fala pra eu fazer Draktar. Vamos fazer. Caralho, quem a gente tá carregando, mano? Ai, quase que eu matei o Levi. Ah, Jinx, mano. Não pode dar isso. Boa. Nossa senhora, mano. Cadê a Lux, velho, pra me ajudar? Ela tá andando no mid, lá. Nossa. Lux, pelo amor de Deus. Vai, pega. O cachorro! Ó, voltar. Ah, não, falta 15 segundos pra nascer ainda. Vou voltar pra fazer o Draktar. Cara, isso aqui foi perigoso. Eu voltei, mano. Nossa, quase matou. Ui, quase matou a Ari. A gente tinha que fazer barão, hein? É. Só precisa puxar a mid, na real. É, sim. Eles vão ter que separar pra explitar todos os Super Minions. Oh, se quiser pegar o Red, pode pegar. Tá. Pô, a gente mata aquele Garen. Ali, ó. É, a gente mata esse Garen aí. Olha lá. Olha aqui. Ih, rapaz. Ih, acho que entregou, hein. Ah, você tá de Red já, né? Acho que ele fez nosso Red. Então. É, por isso que... Olha a vida dele sumindo, cara. Que isso? Não.
Aqui, já. Nossa, opa! Dog! Nossa, e mano! Agora ali, ó, no Brown. Eu tô indo lá, Jinx. Não vai escapar, não. Boa. Ô, vamos de AG, vai. Puxa aí. Vamos. Puxa o mid aí. Pior tá na Disney lá em cima. É, só tem fera do top ali. Aí, ó. Vai dar pra cima. Acho que agora a gente dá GG aqui, hein? 40 segundos ainda pro... É, Fiora, não vai dar pra tu não, hein? Lau! Foca Nexus! Focante. É isso? A Ashe joga demais, a Ashe é o Kenji. O Kenji tem canal aqui no YouTube. Tem...